và rằng anh biết đã yêu nhau sẽ yêu dài lâu. Anh yêu em như nắng yêu trời, anh yêu em không nói nên lời. Anh yêu em như gió yêu cơn mưa trong nắng hạ rơi. Kỷ niệm đó sẽ đâu phải ta. Ladies and gentlemen, put your hands together for our MCs. Thùy Dương và Công Thành xin được kính chào tất cả quý vị và Thành xin chào đón quý vị trong chương trình Nail Queen 2023 tại SBTN và quý vị đang theo dõi chương trình là ở SBTN, SBTN Go và đài 57.22. Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Đan cùng với sự hiện diện của 14 thí sinh trong chương trình Nail Queen 2023 cùng với sự hiện diện đặc biệt của cô Hoa hậu Nail Queen 2022, Hoa hậu Phi Phi. Thank you ladies very much. Vâng và kính thưa quý vị, sau đây Thành xin được hân hạnh để đọc cho tất cả quý vị là những giải thưởng của chương trình ngày hôm nay. Trước hết là Nail Queen 2023 là mọi lứa tuổi, mọi sắc dân mà có liên quan đến lĩnh vực nail đều có thể tham gia cuộc thi. Thì các cô nào mà ở dưới đó có thể sang năm tới. Yes. Vâng, kính thưa quý vị. Và các giải thưởng của Nail Queen 2023 ngày hôm nay là Miss Nail Queen là giải thưởng là 10.000 Mỹ Kim. So this is for Miss Nail Queen, $10,000. Một lắc đeo tay hột, tức là a bracelet,
một nhẫn hột xoàn, a ring, and một dây chuyền mặt hột xoàn là a necklace. First runner-up, 6,000 Mỹ Kim, một nhẫn hột xoàn. Second runner-up, cái này hay lắm nè. Second runner-up, 4,000 Mỹ Kim, nhưng mà có hai cái nhẫn hột xoàn. Không biết tại sao. Một hay là hai? Vậy là cái này in lộn. Nói lại, 4,000 Mỹ Kim và một nhẫn hột xoàn, kính thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, cái giải mà sáng tạo mẫu nail, tức là nail art design, là có hai giải. Một giải là về cái logo của SPTN và một giải là freestyle, là đã có hai thí sinh trúng ngày hôm qua. Mà mỗi một người là 2,000. Và chúng ta có bốn giải phụ, ăn ảnh là Miss Photogenic, trang phục đẹp Miss Best Dressed, giải thân thiện Miss Congeniality. Sao em lại vỗ giải thân thiện không? Tại vì đây là thân thiện 2022 anh. 2022, yeah. Thảo nào thấy em ngồi dưới cười có vẻ dễ thương quá. Mà phải duyên dáng là Miss Charming, cùng các quà tặng giá trị từ PJ Jewelry. Và cái thể lệ là ban giám khảo sẽ chấm theo các tiêu chuẩn sau đây: trang phục, tự chọn, áo truyền thống, dạ hội và ngoại hình của các thí sinh. So we've just gone through the prizes. One of the things that we want to emphasize is that tonight, all of you, you can be a judge yourself by voting for the People's Choice Award. And you can do this by calling 657-263-8775. Kính thưa quý vị, là tất cả chúng ta đang hiện diện tại nơi này, cũng như là tất cả quý khán giả đang theo dõi trên chương trình TV, quý vị có thể tự trở thành một người judge, một người ban giám khảo, bằng cách là quý vị có thể tự chọn người thí sinh mà quý vị thích nhất, bằng cách là quý vị text cho số phone 657-263-8775. Did you get that? Quý vị, chỉ có text thôi. Thành xin một lần nữa nhấn mạnh là quý vị đừng có gọi vào. Quý vị chỉ có text 657-263-8775. Quý vị ngồi ở đây cũng xin nhớ cái số đó để một lát nữa quý vị có thể text cho các cô thí sinh ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. We would like to thank all of our sponsors for today's program, starting with Surahi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Bên cạnh đó chúng ta có Bên Em Đang Có Ta, bảo tồn di sản Việt Nam, di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. Bên Em Đang Có Ta. Woo! Over at the gold sponsor, we'd like to thank Star World Furniture Spa. Enjoy life more. A big thank you also to PJ Jewelry, a perfect gift for your loved ones. And chúng tôi cũng không quên xin cảm ơn trường thẩm mỹ Advanced Beauty College, Skin Zone Laser and Cosmetic Surgery, Magic Mattress, tiệm vàng Kim Mỹ Jewelry, và chị Ánh Anderson từ Seattle. Và chúng ta có media sponsor là Người Việt Newspaper, Việt Báo Văn Ngọc Hệ Thuật và Sài Gòn Times. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho các sponsor ngày hôm nay. Và sau đây thưa quý vị, để đại diện cho title sponsor của chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đại diện cho Surahi, xin quý vị chào đón MC Giáng Ngọc. Xin mời cô Giáng Ngọc. Xin mời em lên sân khấu. Vâng, kính thưa quý vị, đại diện của Surahi là MC và hồi xưa là ca sĩ. Bây giờ thì hơi ít hát hơn hồi xưa, nhưng mà vẫn là một MC, vẫn là một có một cái show trên đài SPTN, kính thưa quý vị. Thành xin đợi một tí Giáng Ngọc sẽ đi lên. Và xin quý vị một tràng vỗ tay một lần nữa cho Giáng Ngọc. Và chúng tôi cũng xin mời nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của SPTN lên sân khấu để có trao cho chị Giáng Ngọc một đôi lời cũng như là một cái plug. Lady first. Uh,
Trước tiên thì Ngọc rất là trân trọng để gặp gỡ lại tất cả quý vị khán giả trong ngày hôm nay. Là một cái người rất là quen thuộc đối với tất cả các quý vị khán giả, nhất là khán giả của đài truyền hình SPTN. Ngọc đã làm việc với SPTN gần trên 20 năm với cái chương trình Giáng Ngọc Show. Và đây có lẽ là năm thứ nhì Giáng Ngọc đã cùng với nghệ sĩ Hồng Đào và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đại diện cho công ty Shurihi với cái mục đích là mang cho tất cả quý vị sức khỏe. Và với cái châm ngôn của công ty Shurihi đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và thực sự ra thì khi mà nhận lời để làm bất cứ một cái chương trình gì, nhất là để nói về một cái product hoặc là một cái supplement, thì có lẽ là tất cả các anh chị em nghệ sĩ phải suy nghĩ rất là kỹ càng và theo dõi rất là kỹ thì mới có thể nhận lời để mà đại diện cho một công ty. Và với cái sự tin tưởng của tất cả khách hàng đối với chị Kim cũng là chủ nhân của công ty Shurihi, thì chị là một trong những người mà phải nói rất là có một cái tấm lòng. Và chị đã đứng cùng chung với SPTN khoảng thời gian khá là dài. Và hôm nay phải nói là công ty Shurihi là một công ty rất là hãnh diện để được bảo trợ lớn nhất cho chương trình Nail Queen lần này. Và phải cảm ơn những người, nhất là trong ngành nghèo, tại vì các anh chị là những cái người mà Giáng Ngọc đã đi rất là nhiều các tiểu bang và thấy rất nhiều những cái sự cố gắng của tất cả các anh chị. Và các anh chị đã mang đến cho cái thế hệ trẻ những cái tương lai thật sự rất là tốt đẹp. Và bằng chứng là ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả các thí sinh trong ngành nail, họ đã là những người rất là trẻ và không phải chỉ có làm đẹp cho đời, mà còn họ còn muốn mang đến cho cuộc đời những cái gì tốt nhất. Cái đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là trân quý. Và khách hàng của công ty Shurihi về ngành nail cũng rất là nhiều, tại vì không những họ làm đẹp cho cuộc đời mà họ còn biết làm đẹp cho chính bản thân họ, cho nên họ mới chọn supplement của công ty Shurihi. Và sau đây SPTN xin đại diện, chúc phụ xin đại diện SPTN trao một cái món quà lưu niệm. Kính thưa quý vị, với chúc phụ thì chị Kim, chủ nhân của công ty Shurihi này, là một ân nhân của chúc phụ. Chúc phụ không có thói quen quảng cáo bất cứ sản phẩm nào hết. Hồ chỉ nói sự thật thôi. Ba của chúc Hồ là bị bệnh rất nặng, cancer trên 10 năm. Nhờ đứa em trai của chúc Hồ, đó là chúc Tại, lúc đó đang làm cho Home Shopping, mang phun của đinh nước về cho bà uống. Và thế là ba đã ăn được, ngủ được. Và sau cái mùa Covid lần đầu tiên, tưởng ba đã qua, nhưng mà nhờ thuốc Fucodin ba đã khỏe lại. Và ngay cả giờ này, hiện giờ ba đang ở nhà, ba xem những gì con nói đều là sự thật. Ngay cả cá nhân chúc Hồ, trong những cái thời gian yếu, chúc Hồ cũng dùng Fucodin nước, nhưng mà tới ngày hôm nay chúc Hồ không có dùng nữa, bởi vì nó hơi mắc cho chúc Hồ. Tiền lương của chúc Hồ không đủ mua Fucodin nước, cho nên để dành cho bố uống thôi. Dạ, nhưng mà đây em đề nghị nếu thiệt mà không dùng nước thì anh có thể dùng viên giống em, nó rẻ hơn. Kính thưa quý vị, khi mà chúc Hồ nói như vậy với tất cả những người mà chúc Hồ quen trong phòng tập thể dục, những người lớn, Hồ đều khuyên họ là nên dùng thử Fucodin, cứ thử một tuần đi rồi biết. Bởi vì không phải thuốc nào cũng dùng cho tất cả mọi người đâu. Có người hợp, có người không hợp. Nhưng mà đối với gia đình của chúc Hồ thì rất hợp. Chúc Hồ xin cảm ơn chị Kim, công ty Shurihi. Cảm ơn rất nhiều. Chị Ngọc cảm ơn anh Chúc Hồ, cảm ơn đài đã dành ưu ái cho công ty Shurihi. Và Giáng Ngọc cũng xin phép để thưa qua một điều là đối với các những cái sản phẩm khác thì quý vị cũng thường nghe nói là lúc nào cũng là trị bệnh, nhưng mà thật sự supplement của công ty Shurihi là một cái điều nói rất là thật, tức là chúng ta không trị bệnh mà chúng ta bảo vệ sức khỏe bằng cách là dùng những cái supplement để hỗ trợ cho vấn đề kháng thể, để mình khi mà mình có sức khỏe thì chắc chắn mình sẽ chống lại với tất cả bệnh tật. Đó là những cái điều gì mà công ty Shurihi mang đến thật sự đối với khách hàng của công ty Shurihi. Cảm ơn quý vị, cảm ơn anh chị. Xin cảm ơn Giáng Ngọc rất là nhiều, xin mời em. Vâng, và kính thưa quý vị, Thành cũng xin nhắc thêm là tất cả các giải thưởng hiện kim của chương trình ngày hôm nay cho các thí sinh đều được bảo trợ bởi Shurihi. Okay, ladies and gentlemen, this is our second day of the competition. Yesterday, we had the semifinals.
It was yesterday that you got to meet all of our 14 contestants in tonight's competition, Nail Queen 2023, and we are going to see a recap of our competition so far. Vâng, sau đây chúng tôi xin được kính mời quý vị xem một video clip của chương trình chiếu lại của ngày hôm qua, là chương trình bán kết Nail Queen 2023. Xin kính mời quý vị theo dõi. Quý vị cứ cố gắng mà mỗi lần như vậy, quý vị la như vậy, các thí sinh mới có cái hứng thú để đi ra cho tất cả quý vị ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị, để tiếp nối chương trình, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị 14 thí sinh trong trang phục áo dài. Em nói bằng tiếng Mỹ đi. Vâng, và thưa quý vị, là trước khi mà chúng ta bước vào chương trình kế tiếp, thì sau đây chúng tôi xin quý vị hãy theo dõi một số những tin tức thương mại. Quên cái tin tức thương mại rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Xin đúng rồi, anh nói quá đúng. Anh nói như vậy mới có tiền. Đúng rồi. Xin kính mời quý vị. Chương trình được bảo trợ bởi Yoho Mecabufocodan, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. Star World Furniture Spa, enjoy life more. PJ Jewelry, a perfect gift for your loved one. Mệt quá, nghỉ đi, xe phiền cái đi. Nó còn xe phiền nữa. Cười. Bên này đẹp tấm, bên này đẹp này đó. 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 Chào bác. Mới thi đi vòng thêm vòng nữa. Mà chị em mình còn ngồi đây. Ủa, hai người còn ngồi đây hả? Trời đất, sáng giờ hai bác đi mấy vòng rồi? Trời, hai bác làm gì mà khỏe dữ vậy? Đi bộ thường xuyên, ăn uống đầy đủ. Nhất là nhờ sản phẩm này. Mọi chi tiết đặt hàng, quý vị có thể liên lạc với công ty Surihi 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. Thank you.
Tiệm trang sức DJ Jewelry có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn $450. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hana Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ và mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hana Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí. Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình ngày hôm nay và SPTN đã có tiền rồi. Tại anh nữa. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây để Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị, chúng ta có 5 vị giám khảo ngày hôm nay. Thì mỗi lần mà Thành đọc tên, Thành xin các anh các chị đứng lên cái cho khán giả thấy. Vâng, kính thưa quý vị, trước hết là Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh Tâm Nguyễn, chủ nhân của Advanced Beauty College. Và sau đó đại diện cho bên em đang có ta, MC Diệu Quyên. Cái người mà ngồi giữa này chắc không cần phải giới thiệu to lắm đâu. Kính thưa quý vị, nữ tài tử Kiều Trinh. Và cũng next to her là kính thưa quý vị, đại diện cho Shurehi, MC Giáng Ngọc. Và người sau cùng ngày hôm nay có một cái tên rất là hay là Philip Huy. Nhưng mà anh này không có hát. PJ Jewelry. Ladies and gentlemen, one more time, a round of applause for our judges. Thật là lớn, kính thưa quý vị. Và để bước vào chương trình kế tiếp, for the first time now, we are going to welcome again our 14 contestants on stage. And especially in their traditional costume. Kính thưa quý vị, 14 thí sinh trong trang phục áo dài. Xin em dựa sát lòng anh
xanh vớt cánh rong vàng bên suối. Bước mộng trôi mau, gió ơi gửi gió lời tâm niệm và nguyện muôn chiều ta có nhau. Sơn khê bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng và mộng em cười như giấc mơ. Kính thưa quý vị, quý vị thấy là rất là khó chấm ngày hôm nay. Tại vì đối với Thành, nó Thành được nhìn gần hơn quý vị. Mà Thành thấy là cô nào cũng rất là dễ thương và rất là đẹp. Thành ra ban giám khảo sẽ có một cái công việc rất là khó ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Thành xin cảm ơn các cô. Xin mời các em đi vào. Thank you, ladies. Looking so gorgeous. So gorgeous. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ đó Thành xin được mạn phép, Thành và Thùy Dương xin mạn phép để đặt một vài câu hỏi với các ban giám khảo ngày hôm nay. Thì Thành xin được trước hết là chị Kiều Trinh. Thành, em muốn chị cầm cái micro lên để trả lời cho em một cái câu hỏi rất là dễ thôi. Hôm qua cũng hỏi chị như vậy, hôm nay không biết hỏi gì hơn, hỏi chị như vậy và thêm chút xíu là chừng nào có cái phim mới của chị nó ra để chị quảng cáo chút. Kính thưa quý vị, hồi hôm qua là Thành hỏi chị Kiều Trinh là chị đã làm giám khảo cho số 1 và bây giờ là số 2 của Nell Queen. Thì chị cho em biết cảm tưởng của chị. Dạ, thưa anh Công Thành và kính thưa quý vị, Kiều Trinh hân hạnh được làm giám khảo trong chương trình Nell Queen số 1 và năm nay là số 2, đều rất là vui. Xin cảm ơn SPTN đã tổ chức những cuộc thi về Nell Queen rất là ý nghĩa cho cộng đồng cũng như là cho
các quý vị trong ngành nêu. Và xin chúc mừng tất cả các thí sinh, cô nào cũng đẹp hết, như anh Công Thành nói, rất khó cho ban giám khảo để mà chọn. Và cô nào cũng đẹp, cô nào cũng duyên dáng, 10 phân chọn, vẹn 10 thì rất khó để chọn người này hơn người kia. Nhưng mà thôi, cuộc thi nào cũng vậy, cũng phải có người hoa hậu. Thành ra ban giám khảo sẽ cố gắng và xin chúc mừng tất cả các em thí sinh. Dạ, thưa Công Thành. Chị quên câu hỏi của em nữa. Dạ, thưa Công Thành, bây giờ xin phép được trả lời câu hỏi về cá nhân tôi thôi. Dạ, thưa, có nhiều điều ngay bây giờ Kiều Trinh chưa nói hết được. Tại vì, như quý vị biết, là Actors, Screen Actors Guild, tức là ban union của nghiệp đoàn tài tử Hollywood, đang ở trong cuộc đình công, tức là đang strike. Thành ra không được quyền nói hết tất cả những công việc mình đang làm. Tuy nhiên, Kiều Trinh cũng có thể chia sẻ ở đây những việc gì đã làm. Thì trước nhất là năm ngoái, năm 2022, Kiều Trinh có làm được 2 phim. Đó là một phim về My Family. Và một cái phim, cái thứ hai là một series phim cho đài truyền hình HBO và A24 theo cốt truyện The Sympathizer của author Nguyễn Việt Thanh, được giải Pulitzer Prize. Và trong cái Sympathizer, người tài tử chính là Robert Downey Jr. Và đoàn làm phim cũng như cá nhân Kiều Trinh rất may mắn là được quay cuốn phim đó wrap, tức là xong, quay xong đó, mới có một tuần lễ thì là bị cái strike, thành ra cái phim đó coi như là xong rồi. Và trước khi xong cái phim đó, đó thì Kiều Trinh lại có một cái hợp đồng quay một cái series thứ hai. Mà cái series này vì đang quay cho nên bây giờ chưa được phép nói. Và nó cũng là 8 episode mà sang sẽ được chiếu trong sang năm. Và trong thời gian strike ở đây đó, thì Kiều Trinh lại được mời đi sang bên Úc, Australia để quay một phim khác với tựa đề là My Eyes, con mắt của tôi. Và sở dĩ Kiều Trinh được phép nói tới phim này, tại vì đây nó là một cuốn phim của Úc, nó không dính dáng gì tới Hollywood, cho nên được phép nói tới. Và nó là một cuốn phim cũng rất là có ý nghĩa, và họ mang lại tài tử ở khắp nơi trên thế giới. Người tài tử chính tới từ London, cô tài tử đóng vai con gái của Kiều Trinh là một người tàu Line Australia, Australian. Và Kiều Trinh là người ở bên Mỹ. Và một anh tài tử chính nữa là champion twice, 2 lần champion về judo của thế giới. Thì đó cũng là một cuốn phim rất là đặc biệt, mang lại nhiều dân tộc khác nhau, nhiều tiếng nói khác nhau, nhiều thế hệ khác nhau đóng trong phim này. Và thành ra tất cả chương trình của 5 project của cá nhân Kiều Trinh sẽ được khởi chiếu vào sang năm 2024. Yes. Và thưa Công Thành, hy vọng là cái strike này xong thì Kiều Trinh sẽ lại tiếp tục bay đi ngay để làm việc tiếp cho cái chương trình mà Kiều Trinh đang làm dở. Nó cũng là 8 episode, mới quay được 5 thôi. Còn 3 cái nữa thì bị strike cho nên phải bỏ dở. Nhưng mà khi làm strike xong thì sẽ lại phải bay đi làm tiếp. Và cái tên phim thì bây giờ chưa được phép nói tại vì đang strike. Xin cảm ơn Công Thành và cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chị Kiều Trinh. Mà em coi TV mà không thấy chị biểu tình. Họ strike mà họ biểu tình ghê lắm. Dạ. Mà em không thấy chị. Dạ. Mà em xin chúc chị những cái phim sắp tới của chị sẽ rất là thành công. Dạ, xin cảm ơn cô Kiều Trinh. Dạ, cảm ơn. Và để tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời lên sân khấu một tiếng hát của một nữ ca sĩ trong nhạc phẩm Trái tim tội lỗi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của Phi Yến. Phi Yến, kính thưa quý vị.
mộng về những tháng năm xưa khi ta quen nhau lúc đầu, những buồn vui qua rất mong. Nào ngờ bao tâm yêu đương lên sâu vào trong đáy hồn, muốn rời xa ôi đã muộn. Dù mình đã quyết tâm sẽ không bao giờ yêu, cho trái tim bớt dày sẽ, mà lòng vẫn mãi yêu anh, yêu anh hơn muốn lúc nào. Dẫu tình yêu mang tội lỗi, em muốn chìm vào bóng tối để không còn nhìn thấy mặt nhau. Em muốn là người mất trí, được sống bình yên. Mặt tình vẫn mãi không tha, sống ta giam trong cõi buồn với sầu đau giăng đầy kín. Về những tháng năm xưa khi ta quen nhau lúc đầu, những buồn vui qua rất mau. Nào ngờ bao tâm yêu đương lên sâu vào trong đáy hồn, muốn rời xa ôi đã muộn. Dù mình đã quyết tâm sẽ không bao giờ yêu, cho trái tim bớt dày sẽ, mà lòng vẫn mãi yêu anh hơn muốn lúc nào. Dẫu tình yêu mang tội lỗi, vẫn mãi không tha, sống ta gian trong cõi buồn với sầu đau giăng đầy kín. Nữ ca sĩ Phi Yến, kính thưa quý vị. Và sau đây Thành xin được mạn phép quý vị theo dõi một phần thông tin thương mại của đài. Chương trình được bảo trợ bởi Yoho Mekabu Fukodan, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. PJ Jewelry, a perfect gift for your loved one. Star World Furniture Spa, enjoy life more.
Advanced Beauty College. Inspire, educate, give back. Chị đau làm gì vậy? Cô cá mập. Cá mập tính là cá mập kho tộ hả? Không có đâu, sụn cá mập tốt lắm. Mình ăn vô nhà bổ tóc nè, bổ mắt nè, bổ da nè, bổ răng nè, báo huyết lưu thông. Thôi, không cần. Để em lo. Đi theo em. Nhà có nuôi cá mập hả? Không có, đi theo em đi. Cái này là gì? Cá lồng tông mới cần. Trời ơi, thôi được rồi, để em xách cho lẹ lên. Đây, tổng hợp ba loại cá, sụn cá mập, sụn mũi cá hồi, sức khỏe và sắc đẹp, Biju Collagen. Wow, Biju Collagen, sức khỏe và sắc đẹp. Là Biju Collagen cũng như là Bird Neck Collagen thì cũng đang có một cái giá rất là đặc biệt. 149 đồng mà quý vị mua 5 sẽ được tặng 6, mua 5 sẽ được tặng 6 và cộng thêm 5 cái mask thưa quý vị. Mọi chi tiết đặt hàng quý vị có thể liên lạc với công ty Surihi 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. Trang sức DJ Jewelry có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US One 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Trường thẩm mỹ Advanced Beauty College với hai địa điểm Garden Grove và Laguna Hills tại California đã thành lập được trên 35 năm. Trường có khóa học tóc, nail, facial, hớt tóc nam và đào tạo giáo viên. Trường có chương trình trợ cấp chính phủ nếu học viên hội đủ điều kiện, ngay cả khi không có bằng trung học. Quý vị có thể học online đến 50% tổng số giờ. Trường có đội ngũ giáo viên tận tâm, kinh nghiệm, giảng dạy hết mình. Mọi chi tiết xin liên hệ số 714-530-2131. Tutoring classes are canceled. Yes, day? Yes. Yay! Yes. Yes. Crafty! Yes. Grand Mountain! Yes! Lên đời cùng Grand Highlander tuyệt vời. Toyota đi khắp nẻo đường xa. Một lần nữa chúng tôi xin chào quý vị trở về lại với chương trình Nail Queen 2023. Welcome back
to our pageant today, 2023 Nail Queen. This is season two of what has been an incredible event. You know, one thing I want to share with everybody here, which is very different from a lot of pageants that certainly I've had the pleasure to MC, is that backstage, there's no tense, fierce competition. Everybody is really happy to be here. They're just so joyous and really supportive of each other, which I just thought I'd share that because we witnessed that backstage and it was so lovely to see. Vâng, thưa quý vị là Thùy Dương mới chia sẻ bằng tiếng Anh, đó là một trong những cái điều mà Thùy Dương thấy được, đó là Thùy Dương đã được cái cơ hội làm MC cho rất là nhiều những chương trình Hoa hậu. Mà một cái Thùy Dương thấy là rất là khác đối với chương trình Hoa hậu Nail Queen của chúng ta là đằng sau sân khấu, quý vị thấy các thí sinh ai cũng rất là ủng hộ với nhau, mọi người rất là đoàn kết, mọi người rất là vui là đã có mặt được ở đây và không có ai giống như là không có ai sẽ cắt váy hay là sẽ you know do anything bad. Mà Thùy Dương nói như vậy anh thấy rất là đúng, mà mình có cái giải thân thiện, không lẽ bây giờ mình cho 14 người luôn. That's right. I did want to turn to the judges. Thùy Dương muốn quay lại đối với ban giám khảo của chúng ta. Có thể là Thùy Dương xin hỏi anh Tâm đi nha, chủ nhân của Advanced Beauty College. I'd love to hear your thoughts so far as a male judge of the competition. Vâng, Thùy Dương xin hỏi anh Tâm, Dr. Tâm là chủ nhân của Advanced Beauty College. Anh có thể chia sẻ một số những cái nhận xét của anh đối với chương trình Nail Queen 2023. Trước hết, Tâm rất là hãnh diện hôm nay được làm một trong năm judge, cũng như là một trong hai male judge. Cảm ơn MC Thùy Dương với câu hỏi. Thì đối với Tâm nhìn về khía cạnh về phái nam thì Tâm cũng thấy cũng dựa theo tất cả mấy cái điểm mình đang xem từ cái nét, từ cái congeniality, từ cái gowns, thì Tâm cũng thấy đúng là năm nay everything's even a higher level, và cũng thấy cái sự thân thiện mà chính anh chị vừa nói về cái camaraderie và cái happiness của các thí sinh. It is so much joy backstage. Thank you so much. Cảm ơn anh Tâm. And things are going to get even hotter as we welcome the 14 contestants back on stage, this time in their evening gowns. Kính thưa quý vị, thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị sự trở lại của 14 thí sinh trong phần áo dạ hội. Xin quý vị một tràng pháo tay. Thank you.
seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Một lần nữa, tất cả mọi người một tràng pháo tay thật lớn và một tiếng la thật lớn cho 14 thí sinh trong áo dạ hội ngày hôm nay. Anh xin được mời các cô đi vào hậu trường. Cho anh tí nhạc cho các cô đi cơ Hùng. Vâng, Thành xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, trong nhạc phẩm Đắm Say cùng Chưa Bao Giờ Nghe Cha Cha Cha, đó là tên của bài hát. Kính thưa quý vị, một bài hát nhạc ngoại quốc với lời Việt. Thành xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Tú Anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dàng bước đi trao tràn, dịu dàng tiếng cây guitar. Quên đi men rượu cay, đêm nay bên anh trong khúc nhạc say. Một tình yêu đương đắm say thiết tha, đêm không cô đơn vì có chắc chắn. Trong khi bao nhiêu đôi tình nhân dập dìu cùng nhịp điệu cha cha cha. I don't know how you do that with your hips. Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Đắm Say Cha 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 qua phần trình bày của Tú Anh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Vâng, thưa quý vị, là sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số những chi tiết về các mạnh thường quân của chúng ta ngày hôm nay. Chương trình được bảo trợ bởi Yoho Mekabufocodan, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. Star World Furniture Spa, enjoy life more. Chúng tôi lại có một cái sản phẩm Fukoden nó tuyệt vời hơn nữa để mà giới thiệu đến quý khán giả. Dạ, và hiện giờ thì Giá Ngọc đang đứng ở trước ngay tại công ty với những cái thành phần sản phẩm supplement đang được những người công nhân người ta đang làm việc ở ngay tại công ty để mà sản xuất ra những cái sản phẩm mới này được gọi là Super Yushu Fukoden. Thưa quý vị, Giá Ngọc đang cầm trong tay Super Yushu Fukoden. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mới nhất ở tại Nhật Bản họ đang nghiên cứu và có rất là nhiều những cái bằng phát minh cũng như bằng sáng chế và được cả 10 bằng sáng chế từ cái sản phẩm này trên toàn thế giới. Duy nhất công ty Suruhi là được quyền được phát hành cái sản phẩm này đầu tiên, cho nên phải nói là mình cảm thấy mình cũng đã hãnh diện để làm việc với công ty Suruhi để có những cái sản phẩm tốt nhất dành cho người Việt Nam chúng ta. Super Yushu 180 viên 1000mg, Super Yushu 300 đồng một hộp mua 3 tặng 1. Và mọi chi tiết một lần nữa quý vị có thể liên lạc với công ty Suruhi ở số phone 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. We'll be right back.
Magic Mattress chuyên cung cấp các loại nệm cứng chống đau lưng, đặc biệt nệm cao su thiên nhiên không lò xo làm tại Mỹ, giúp ngủ ngon, sáng thức dậy không bị nhức vai hay đau ngang thắt lưng. Magic Mattress cũng có ghế massage của các thương hiệu nổi tiếng như Osaki, Singa, JP Medic Made in Japan. Để được ship tận nhà miễn phí, gọi ngay hôm nay Magic Mattress 714-777-5777, 714-777-5777. Vốn dĩ trong bản chất của chúng ta thích tìm kiếm niềm phấn khích trong những gì mới mẻ, lùng sục niềm hứng khởi trong những gì không ngờ được, và niềm khát khao vô tận để trải nghiệm những gì cao hơn thường ngày. Yamava Resort and Casino at San Manuel. Một trong tám, đó là số người từng làm việc tại McDonald's, những người đã chia nhiều phần khoai tây nổi tiếng và phục vụ nhiều trẻ em hơn bất cứ ai khác, những người biết rằng không có hai đơn đặt hàng hay hai ca làm việc nào giống nhau, rằng giờ làm việc uyển chuyển giúp bạn có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, rằng kỹ năng bạn học từ đây giúp bạn phát triển từ đây hay tiếp tục phát triển ở đây. Một trong tám người bắt đầu từ McDonald's và nơi bạn bắt đầu luôn để lại ý nghĩa. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu những thuốc dược thảo được sản xuất tại Hoa Kỳ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang được ưa chuộng nhất. Thuốc Dr. Flexodin, chai số 8 bồi bổ cho khớp. Thuốc siêu gan Super Liver, chai số 9 bồi bổ cho gan. Thuốc bổ xâm nhung Marathon, chai số 10. Thuốc bổ tóc Super Hair, chai số 11. Liên lạc văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, điện thoại 714-775-2026 hoặc vào website phạmhoangtrung.com để biết thêm chi tiết. Vâng, thưa quý vị, là Thùy Dương xin chào đón quý vị lại về với chương trình Nail Queen 2023. Và chúng tôi cũng xin link chính lại là nhạc phẩm vừa rồi qua phần trình bày của Tú Anh với tựa đề Đắm Say Cha Cha. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Đan. A big round of applause for Sĩ Đan. The joys of being an MC. Sometimes you look at us and you're like, why are they talking so much? And it's because the talent is not ready, makeup is not done, the clothes are not on, and that's why we're here. Nhưng mà thưa quý vị, là để giới thiệu người ca sĩ kế tiếp đó, thì Thùy Dương dành giới thiệu người ca sĩ này bởi vì có một câu chuyện nho nhỏ muốn chia sẻ với quý vị, đó là khi mà Thùy Dương 18 tuổi, a long time ago, Thùy Dương có đi thi một cái chương trình Hoa hậu áo dài Úc Châu, right? Và cái ngày hôm đó đó, thì cũng có sự hiện diện của người ca sĩ này. Và thực sự ra Thùy Dương là một fan của anh từ khi còn nhỏ. Cho nên là cái đêm hôm đó đó, even though I went home with the crown, I was very excited that I was standing on stage with him. And now, like 20 years on, I get to be on stage to introduce this singer. And từ đó đến giờ đó, Thùy Dương vẫn là một người fan trung thủy của người nam ca sĩ kế tiếp này. Mà một điều đặc biệt đó là khi xưa, Thùy Dương mê tiếng hát của anh trên sân khấu, trên video. Nhưng mà sau này khi mà gặp anh ở bên ngoài, được biết cái cá tính của anh, thì lại làm cho Thùy Dương là một người fan trung thủy hơn của người nam ca sĩ kế tiếp. Ngày hôm nay trong một nhạc phẩm mà Thùy Dương rất là yêu của nhạc sĩ Trúc Hồ với tựa đề Khi Ta Xa Rời Nhau, Thùy Dương xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn. Em không thật lòng
yêu anh, nhưng anh vẫn không đành lòng quên em. Như cơn mưa cuộc đời rồi sẽ qua, xin thật lòng dù chỉ một lần thôi. Mùa thu đến cho cuộc tình phôi pha, lòng thêm nhớ cho dù tim cố quên. Câu yêu thương lời hẹn thề giờ trôi theo lá vàng, yêu vội vàng nên ta sớm mất nhau. Người tình ơi khi ta xa rời nhau, lòng quặn đau con tim này nát tan. Người tình ơi khi em xa rời anh, hồn bơ vơ tìm về quá khứ để cố quên. Rồi ngày mai em đi con đường xanh, người tình ơi xin em một lần nhớ. Vì sao, vì sao ta đã mất nhau? Vì mặt trời không thể chia đôi, và mặt trăng muôn đời lẻ loi. Vì mặt trời không thể chia đôi, và mặt trăng muôn đời lẻ loi. Thu đến cho cuộc tình phôi pha, lòng thêm nhớ cho dù tim cố quên. Câu yêu thương lời hẹn thề giờ trôi theo lá vàng, yêu vội vàng nên ta sớm mất nhau. Người tình ơi khi ta xa rời nhau, lòng vẫn đau con tim này nát tan. Người tình ơi khi em xa rời anh, hồn bơ vơ tìm về quá khứ để cố quên. Rồi ngày mai em đi con đường xanh, người tình ơi xin em một lần nhớ. Vì sao, vì sao Sơn hôm nay mặc áo đẹp quá. Isn't he incredible? So good. Và nhạc phẩm Khi ta xa rời nhau của nhạc sĩ Thúc Hồ, quý vị biết không, cái nhạc phẩm này nó quá là hay. Mà nhất là khi mà đang bị thất tình mà nghe cái nhạc phẩm này nó giống như là... Có. ý là giống như là mình, đúng rồi, mình đang thất tình mà mình nghe nhạc phẩm này mình lại cảm thấy thất tình hơn nữa. Không, anh lại nghĩ là khi mà thất tình đi kiếm người khác. Thấy có vẻ đúng hơn. Em còn muốn nói thêm gì nữa không, bài hát nữa? No, that's it. That's it. Yes. Ok. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, trong nhạc phẩm Đường xưa
của cố nhạc sĩ Quốc Dũng. Thành xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Y Phương. Nữ ca sĩ Y Phương, kính thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, là sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số những thông báo của các sponsors của chúng ta.
trình được bảo trợ bởi Yoho Mekabu Fukodan, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. PJ Jewelry, a perfect gift for your loved one. Chạy tiếp. Mệt quá, nghỉ đi, xe phiền cái đi. Nó còn xe phiền nữa. Cười. Bên này đem tấm bên này, đẹp này. Đó. Nữa hả? Chào bác. Mới thi đi vòng thêm vòng. Mà chị em mình còn ngồi đây. Ủa, hai người còn ngồi đây hả? Trời đất, sáng giờ hai bác đi mấy vòng rồi? Trời, hai bác làm gì một hí dữ vậy? Đi bộ thường xuyên, ăn uống đầy đủ. Nhất là nhờ sản phẩm này. Mọi chi tiết đặt hàng, quý vị có thể liên lạc với công ty Surihi 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. Trang sức PJ Jewelry có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US 1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn $450. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hana Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ và mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, mụn ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hana Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí. Sky River Casino, hãy đến trải nghiệm địa điểm vui chơi và ăn uống mới nhất. Tutoring classes are canceled. Yes, day? Yes. Yes. Here. Yes. Yes. Lên đời cùng Grand Highlander tuyệt vời. Toyota đi khắp nẻo đường xa. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây sắp đến phần
rất là hồi hộp và rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, Thành xin được mời 14 thí sinh trở lại sân khấu. Once again, we'd like to welcome our 14 contestants back on stage. We have the results of our competition so far. Một lần nữa, xin quý vị một tràng pháo tay cho 14 thí sinh. Ok, và thưa quý vị, là sau đây chúng tôi đã có 4 giải. Đó là giải trang phục đẹp, giải duyên dáng, giải thân thiện và giải ăn ảnh trong tay. Vâng. Và trước khi mà chúng ta chia sẻ tất cả những thí sinh đã thắng những cái giải này, thì chúng tôi xin mời Giáng Ngọc, MC Giáng Ngọc đại diện cho Shirley lên sân khấu. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Giáng Ngọc. Ok, are you ready? Bây giờ cái này đó, anh are you guys ready? Để em đọc đi. Okay. Em đọc. Kính thưa quý vị, đây là giải trang phục đẹp ngày hôm nay. The winner, are you guys ready for this? The winner of Miss Best Dressed. Từ giải từ. Trang phục đẹp. Từ từ. Mình còn nhiều thì giờ lắm. Từ từ. Đó là thí sinh mang số 14, Phương Đào. Thành xin được mời Giáng Ngọc, các em nào có đem cái sash với lại cái trophy lên cho Miss Trang Phục Đẹp mang số 14. Vâng, thưa quý vị, là Miss Best Dressed. Ladies and gentlemen, Phương Đào. Vâng. Hình như là Ngọc ơi, em thiếu cái kim bên này. Có ai có cái kim ở dưới nữa không ạ? Ok. Bây giờ quý vị nghĩ sao nếu mà Phương Đào đi một vòng cho quý vị chiêm ngưỡng? What do you think? Yeah, let's do your catwalk, lady. Congratulations. Okay. Thí sinh Phương Đào, kính thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, Thành cũng lại xin nhắc nhở đến quý vị là mặc dù thí sinh đã thắng giải trang phục hay là ăn ảnh, vẫn còn trong cuộc thi Nail Queen, kính thưa quý vị. Yes. Tức là vài bữa nữa, một lát nữa các cô có thể sẽ được trở lại. Yes. Trong so phần chung kết ngày hôm nay. We want to emphasize that even though perhaps a contestant has won Miss Photogenic, that does not exclude her from the rest of the competition. She could be Miss Photogenic, Miss Charming, Miss Best Dress, and the winner of the on the contest. So guys, don't worry. I have Giải Duyên Dáng. Giải Duyên Dáng. Miss Charming. Yes.
Are you guys ready for this? Who do you think it is? Từ từ. Em. 5 phút nữa, 5 phút nữa. Kính thưa quý vị, thí sinh đã đoạt giải duyên dáng Miss Charming đêm hôm nay đó là thí sinh mang số 3, Jessica Lan Nguyễn. Và Thành phải xin nhắc là MC Giáng Ngọc đại diện cho Shurehi. Xin mời em. Và kính thưa quý vị, đến đây là phần giải thân thiện ngày hôm nay. Miss Congeniality. Okay guys, wait. Wait. So, thưa quý vị, là đêm hôm nay giải thân thiện, there's a tie. We have two winners of the Miss Congeniality. Rồi, em ngừng cho anh hỏi Giáng Ngọc. Em có đủ cấp với lại dây giết đồ này kia không? It's an absolute tie in this score. Yeah. Yes. Thực sự ra đó thì mình cũng không ngờ là chúng ta có hai thí sinh cùng đồng điểm với nhau, cho nên ban tổ chức đã quyết định là sẽ dành cho hai thí sinh này hai cái giải đó luôn. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu chương trình thì mình chỉ nghĩ là có một thôi, cho nên đâm ra chúng ta chỉ có một phần. Nhưng mà ôi dễ thương quá. Nhưng mà không sao, tại vì ban tổ chức có quyết định là bây giờ thì sẽ mượn cái này để trao cho cái thí sinh thứ nhì, nhưng mà sau đó là ban tổ chức sau đó sẽ gửi lại cho thí sinh tất cả những cái món quà y như là hai thí sinh cùng giống như nhau. Dạ. Cảm ơn em. Vậy thôi bây giờ mình mời Miss Congeniality 2022 lên luôn để mà mình trao cho cái người thứ nhì luôn nha, cùng chung với Giáng Ngọc luôn. Vâng, thưa quý vị, ok, thí sinh đầu tiên đoạt giải thân thiện Miss Congeniality với 260 điểm đó là thí sinh mang số 7, Nguyễn Quỳnh Như. Nguyễn Quỳnh Như. Và thí sinh số 2 đã thắng giải thân thiện đó là thí sinh mang số 12, Katayun Temori. Miss Congeniality. You know, we did know it's gonna be a tie. So she's a very, very nice young lady that she gave you this, but I want you to walk out there with your hand cover this 2022, okay? Xin mời hai cô. Will you do your rounds? Can you please do your catwalk, Miss Congeniality? And you will also have a trophy, okay? Miss number 12. You will also have a trophy, but not now because we don't have enough. But we will have one for you. We do want to emphasize that even though you just won Miss Congeniality, this does not exclude you from being in the top 5 or being a winner of tonight's competition. Yes.
But at the moment, we don't know who yet. Yeah, we don't know. But right now, we know who Miss Photogenic is. Are you guys ready for giải ăn ảnh? Thưa quý vị, thí sinh đã thắng giải ăn ảnh với điểm là 378 điểm. Đó là thí sinh mang tên Lynn Selena Lê. Số 1! Miss Photogenic 2023. And once again, right, congratulations to all of our winners so far. Xin thay mặt cho ban tổ chức, xin chúc mừng tất cả các em ngày hôm nay. Và cái giây phút hồi hộp nó sắp đến. Xin quý vị một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn cho 14 thí sinh. Những tiếng la của quý vị rất là quan trọng. Okay guys. Anh Công Thành đang cầm trong tay kết quả của 5 thí sinh vào vòng chung kết của chương trình đêm hôm nay, the top 5 contestants. Are you guys ready? Sẵn sàng chưa? Nhạc nhẹ nhưng mà lớn lên chút. Rồi bây giờ nhạc nhẹ nhỏ lại chút. Kính thưa quý vị, 5 thí sinh ngày hôm nay, Thành xin được đọc thí sinh thứ nhất. Em đọc thí sinh thứ nhì nhé. Ok. Rồi. Thí sinh thứ nhất, tức là một trong năm cô, là Linh Selena Lê, số 1. Thí sinh được vào vòng chung kết kế tiếp, đó là thí sinh mang số 14, Phương Đào. Kế tiếp, kính thưa quý vị, số 3 trong 5 cô ngày hôm nay. Anh xin được mời thí sinh mang số... Em để từ từ, anh đọc. Mang số... Số 7, Nguyễn Quỳnh Như. The next contestant that have entered the top 5 finalists là thí sinh mang số 6, Mia Tạ. Và người sau cùng ngày hôm nay, kính thưa quý vị, Thành đã nói rất nhiều lần là ai cũng đã thắng hết rồi. Nhưng mà thí sinh sau cùng của năm cô là Jessica Lan Nguyễn, mang số 3. Một lần nữa xin chúc mừng top 5. And một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các thí sinh trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi tới những cái giải đặc biệt ngày hôm nay, Thành xin kính mời quý vị một lần nữa xem một phần thông tin của các sponsor ngày hôm nay. Xin cảm ơn các em nhiều. Chương trình được bảo trợ bởi Yoho Makeup Ufocodan, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. Star World Furniture Spa, enjoy life more. Advanced Beauty College, inspire, educate, give back.
Chị Đào làm gì vậy? Con cá mập. Cá mập tính làm cá mập kho tộ hả? Đâu có đâu, sụp cá mập tốt lắm. Mình ăn vô nhà bổ tóc nè, bổ mắt nè, bổ da nè, bổ răng nè, báo quý lưu thông. Thôi không cần, để em lo. Đi theo em. Nhà có nuôi cá mập hả? Không có, đi theo em đi. Cái này là gì? Cá lồng tông mới còn. Trời ơi, thôi được rồi, để em xách cho lẹ lên. Đây, tổng hợp ba loại cá, sụn cá mập, sụn mũi cá hồi, sức khỏe và sắc đẹp, Biju Collagen. Wow, Biju Collagen, sức khỏe và sắc đẹp. Đó là Biju Collagen cũng như là Bird Neck Collagen thì cũng đang có một cái giá rất là đặc biệt. 149 đồng mà quý vị mua 5 sẽ được tặng 6, mua 5 sẽ được tặng 6 và cộng thêm 5 cái mask thưa quý vị. Mọi chi tiết đặt hàng quý vị có thể liên lạc với công ty Surihi 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. Trường thẩm mỹ Advanced Beauty College với hai địa điểm Garden Grove và Laguna Hills tại California đã thành lập được trên 35 năm. Trường có khóa học tóc, nail, facial, hớt tóc nam và đào tạo giáo viên. Trường có chương trình trợ cấp chính phủ nếu học viên hội đủ điều kiện, ngay cả khi không có bằng trung học. Quý vị có thể học online đến 50% tổng số giờ. Trường có đội ngũ giáo viên tận tâm, kinh nghiệm, giảng dạy hết mình. Mọi chi tiết xin liên hệ số 714-530-2131. Trải nghiệm lại những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi quý vị có thể vui chơi thật thỏa thích. Nhiều những loại bài thật nóng, với con tim tươi vui nồng ấm. Mọi thế hệ cùng nhau vui chơi. Khi tới tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Một trong 8 người từng làm việc tại McDonald's, đó là vô số kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng có ích cho suốt cuộc đời học được từ công việc. Một trong 8 người luôn có những kỹ năng như thế. Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Nail Queen 23. Vâng, kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, Thành xin được hân hạnh để giới thiệu với quý vị một người em rất là thân thương trong nhạc phẩm Biết Đến Thủa Nào của nhạc sĩ Tùng Giang. Thành xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ Nguyên Khang. Gặp em tình thú quay cuồng, lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng.
chim ngàn dừng bước nơi này, chỉ còn em với ta. Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi, hỏi em biết chăng những bàng hoàng giăng vây kín như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền. Mộng ước đây rồi sao ngại ngùng vương trong ta. Sao nói không nên lời, đành xin ôm trọn mối u hoài trong tâm tư, biết mùa nào quên quên hết yêu phiền, để thôi xót xa để bàng hoàng không vây kín. Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên đợi chờ ta có nhau. Đợi chờ ta có nhau, mộng ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau, mộng ước một ngày thôi đợi chờ. Nam ca sĩ Nguyên Khang. Xin cảm ơn quý vị và kính quý vị, xin quý vị theo dõi một phần thông tin của các sponsor ngày hôm nay. Chương trình được bảo trợ bởi Yoho Mecabufocodan, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. PJ Jewelry, a perfect gift for your loved one. Chúng tôi lại có một cái sản phẩm Fucodan tuyệt vời hơn nữa để mà giới thiệu đến quý khán giả. Dạ, và hiện giờ thì Giáng Ngọc đang đứng ở trước ngay tại công ty với những cái thành phần sản phẩm supplement đang được những người công nhân, người ta đang làm việc ở ngay tại công ty để mà sản xuất ra những cái sản phẩm mới này được gọi là Super Yushu Fucodan. Thưa quý vị, Giáng Ngọc đang cầm trong tay Super Yushu Fucodan. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mới nhất ở tại Nhật Bản, họ đang nghiên cứu và có rất là nhiều những cái bằng phát minh cũng như bằng sáng chế, và được cả 10 bằng sáng chế từ cái sản phẩm này trên toàn thế giới. Duy nhất công ty Suruhi là được quyền được phát hành cái sản phẩm này đầu tiên, cho nên phải nói là mình cảm thấy mình cũng hãnh diện để làm việc với công ty Suruhi để có những cái sản phẩm tốt nhất dành cho người Việt Nam chúng ta.
Super Yushu 180 viên 1000mg, Super Yushu 300 đồng một hộp mua 3 tặng 1. Và mọi chi tiết một lần nữa quý vị có thể liên lạc với công ty Surihi ở số phone 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. Tiệm trang sức DJ Jewelry có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn $450. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Magic Mattress chuyên cung cấp các loại nệm cứng chống đau lưng, đặc biệt nệm cao su thiên nhiên không lò xo làm tại Mỹ, giúp ngủ ngon, sáng thức dậy không bị nhức vai hay đau ngang thắt lưng. Magic Mattress cũng có ghế massage của các thương hiệu nổi tiếng như Osaki, Singa, JP Medic Made in Japan. Để được ship tận nhà miễn phí, gọi ngay hôm nay Magic Mattress 714-777-5777, 714-777-5777. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu những thuốc dược thảo được sản xuất tại Hoa Kỳ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đang được ưa chuộng nhất. Thuốc phối hợp nhầu và bạch quả chai số 3 giúp bồi bổ tuần hoàn. Thuốc cholesterol chai số 6 cần thiết cho tim mạch. Thuốc siêu sinh lực chai số 7 làm tăng cường sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Liên lạc văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, điện thoại 714-775-2026 hoặc vào website phạmhoangtrung.com để biết thêm chi tiết. Làm sao mà cô ấy có thể hoạt động lâu như vậy? Wow, làm thế nào cô ấy luôn tràn trề năng lượng hả? Bí mật của cô ấy là gì? Bí mật của tôi à? Tôi sử dụng Jiang Quang Chanh, hồng sâm của họ giúp cung cấp năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho bản thân trẻ lâu. Hãy duy trì tuổi xanh của bạn với Jiang Quang Chanh, thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới. Vốn dĩ trong bản chất của chúng ta thích tìm kiếm niềm phấn khích trong những gì mới mẻ, lùng sục niềm hứng khởi trong những gì không ngờ được, và niềm khát khao vô tận để trải nghiệm những gì cao hơn thường ngày. Yamava Resort and Casino at San Manuel. Mình xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm biết đến thuở nào là của cố nhạc sĩ Tùng Giang và cố nhạc sĩ Trường Kỳ, tác giả của hai bài mà hôm nay đó chúng ta có cái người mà vỗ tay một mình ngồi dưới tuốt kia. Thành không biết quý vị có biết không, nhưng mà đó là Ái Nữ của cố nhạc sĩ Tùng Giang. Em đứng lên cái coi là MC Giáng Ngọc. Em có viết bài nào hay bằng bố không? Dạ em cũng bắt chước bố, nhưng mà cũng có một số bài em viết lời thôi chứ không có viết nhạc. Yes. Dạ, và Nguyên Khang cũng là một trong những ca sĩ hát những cái bài đó. Yeah, oh, yeah. Good. Và tại vì anh Thành, hồi nãy Thành quên cái ông bạn cố nhạc sĩ Trường Kỳ, anh Trúc Hồ có nhắc, đó là vừa Trường Giang và Trường Kỳ, Tùng Giang và Trường Kỳ chứ. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, chị Kim Nhung mới cho Thành biết là chị Ánh Anderson ở Seattle cũng là một trong những sponsor ngày hôm nay, có nhã ý gửi 1000 Mỹ Kim cho các cô hoa hậu ngày hôm nay mà không trúng giải. Thì cái 1000 đó sẽ được chia cho các cô không trúng giải ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Tức là ai cũng có những cái món quà đến với tất cả quý vị. Mình xin được cảm ơn chị Ánh Anderson rất là nhiều. Okay, guys.
Tùy Dương xin mời 5 thí sinh đã vào vòng top 5 lên sân khấu. We want to welcome the top 5 contestants on the stage right now, because the next part of the competition is a tense one. Yes, come on. Xin mời 5 thí sinh vào chung kết. Xin mời các em đứng sát sát vào. Can we please have Như Hạnh, stage manager? Okay, so this is how it's going to work, ladies. There are some numbers on that tray, and you are going to pick a number each. And that number will determine the judge that you will receive your question from. So, các cô thí sinh đã chọn một số, và cái con số đó sẽ là cái con số mà là người ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi. Who has question number one? Fantastic. Thí sinh xin mời bạn đứng lên đây. Và chúng tôi xin mời tài tử Kiều Trinh với câu hỏi đầu tiên cho thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. How has being a part of the nail industry shaped the person you are today? Công việc làm nail đã thay đổi đời sống của bạn như thế nào ngày hôm nay? Cảm ơn. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới quý ban giám khảo, quý nhà tài trợ và đài SBTN đã tổ chức chương trình Nail Queen, một chương trình rất là ý nghĩa để vinh danh cho ngành nail và quý khán giả tại trường quay và quý khán giả đang coi đài tại SBTN. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của mình. Phẩm chất đầu tiên mà ngành nail đem lại cho em đó là khả năng giao tiếp. Vì khi mình làm việc, mình tiếp xúc với khách hàng hàng ngày, mình sẽ dạn dĩ hơn và mình sẽ nói chuyện nhiều với khách hàng, sẽ giúp mình được nắm bắt tâm lý của khách hàng. Và phẩm chất khác mà em học hỏi được từ ngành nail đó là sự kiên nhẫn. Vì hàng ngày khi mà mình làm việc, mình phải có sự kiên nhẫn để làm việc, tập trung toàn bộ vào công việc của mình để cho ra một sản phẩm tốt nhất. Và khi làm nail thì em còn học được tinh thần đồng đội. Bởi vì khi làm việc, mình phải làm việc cùng nhau và để có một môi trường làm việc thật vui vẻ và cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất khi mà đến làm nail. Dạ, em xin cảm ơn. Xin cảm ơn em. Vâng, kính thưa quý vị, cô nào có câu hỏi số 2? Vâng, kính thưa quý vị, câu hỏi số 2 là của anh Philip Huy của PJ Jewelry. Anh Huy, xin anh Huy đặt câu hỏi cho thí sinh. Dạ, PJ Philip Huy, chào quý vị ban giám khảo và bà ban tổ chức chương trình. Sau này là câu hỏi của thí sinh số 14. Những xu hướng nào bạn đã thấy trong ngành công nghiệp làm nail và những khó khăn nào mà ngành nail sẽ phải đối diện trong những năm sắp tới? Dạ, trước khi được trả lời câu hỏi của em xin chào tất cả những quý vị giám khảo đang ngồi ở đây, tất cả quý vị khán giả và những quý vị khán giả đang xem đài.
Dạ, em xin được phép được trả lời câu hỏi của mình. Dạ, trong ngành nail thì hiện tại xu hướng em đang thấy là trước đây thì những người business, những người chủ doanh nghiệp trong ngành nail thì mình chỉ bắt đầu từ một cho tới hai cái business thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình rất là phát triển bằng cái cách là mình mở rộng chuỗi hệ thống, chuỗi business hoặc là mở rộng franchise, thì cái điều đó nó tăng cái lợi nhuận trong business của mình mà nó còn mở rộng thêm cái thị trường của mình ra 50 tiểu bang của nước Mỹ. Là điều đó là một trong những xu hướng hiện đại nhất ngày nay trong lĩnh vực ngành nail của mình. Và cái xu hướng thứ hai em thấy là những cái nhà nail supply, những nhà sản xuất và những nhà chủ business, chủ doanh nghiệp nail thì mình có xu hướng là xài những cái sản phẩm có thành phần organic. Thì cái sản phẩm này không những là nó bảo vệ môi trường mà nó còn bảo vệ sức khỏe và bảo vệ móng của khách hàng. Thì đây là hai cái xu hướng mà mạnh nhất, và đây là cái hai cái xu hướng được phát triển nhất trong lĩnh vực ngành nghề nail của mình. Và bên cạnh đó thì em nghĩ là business thì còn có mặt thuận lợi và mặt khó khăn. Nhưng mà mặt khó khăn thứ nhất em thấy là hiện tại thì technology đang được phát triển và nhiều máy móc, nhiều thiết bị được phát triển, thì những cô chú anh chị trong ngành nghề lâu năm rất là khó để cập nhật được những cái máy móc này. Nó sẽ lâu cái thời gian học hỏi hơn cho cô chú anh chị. Thì đó là những cái điều khó khăn thứ nhất hơn so với giới trẻ của mình hiện tại. Và cái điều khó khăn thứ hai, em thấy là hiện tại thì tất cả mọi người đều có thể mua nail supply và những cái thiết bị làm móng tại nhà, thì rất là dễ dàng cho mọi người đều có thể làm được. Hoặc là những mẫu dáng, mẫu thiết kế rất rẻ tiền mình có thể làm ngay tại nhà. Điều này thì nó cũng mang lại một cái khó khăn và bất lợi trong ngành kinh doanh nail của mình, là khách sẽ chuộng làm ở nhà nhiều hơn bằng cách là đi tới tiệm, thì sẽ giảm lượng khách và giảm thu nhập. Và em xin được tổng kết là cho dù có khó khăn hay thuận lợi nào thì điều đó cũng không hoàn toàn không quan trọng. Nếu như các anh chị em trong ngành nghề nail và chủ doanh nghiệp, nếu mà mình focus vô những cái xu hướng, những cái thế mạnh bằng cách là mình học hỏi, trao dồi thêm kiến thức về mặt technology, máy móc, thiết bị, và mình dùng những sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe của khách hàng và đảm bảo là bảo vệ môi trường được, thì mình vẫn có thể làm cho ngành business của mình được phát triển và tiến xa hơn. Dạ, em xin hết rồi. Xin cảm ơn thí sinh mang số 14. Và Thúy Dương xin, ai là thí sinh đã có số 3? Thank you. Và Thúy Dương xin MC Giáng Ngọc với câu hỏi số 3 cho thí sinh mang số 1, Selena Lê. Giáng Ngọc xin đặt câu hỏi cho thí sinh số 1. What skill do you think the most important for a nail technician to have? Bạn nghĩ khả năng nào là quan trọng nhất đối với một người thợ nail? First off, I would like to thank SBTN, the sponsors and family and guests that are all gathered here today. And to answer my question, what are the skills that are required for a professional nail artist? So I could probably say that the obvious traits are hardworking, customer service, and having patience. But in my opinion, I believe that being passionate and loving what you do is most important, because it's my passion and my love that gives me the drive and makes me look forward to doing nail art every day. And it makes the hard work, the customer service, and the patience much more easier. And it is because that I love to do it, it makes it more enjoyable. Thank you. Thí sinh mang số 1. Vâng, cô nào có câu hỏi số 4? Mời em. Và để đặt câu hỏi này, Thành xin được mời anh Tâm Nguyễn là chủ nhân của Advanced Beauty College. Congratulations on the top 5. Thank you. Are you proud to represent the nail industry as a profession and why? Bạn có tự hào khi đại diện cho ngành nails làm nghề nghiệp của mình không, và tại sao?
Dạ, trước khi con trả lời thì con xin chào ban giám khảo và quý vị đã tham dự bữa nay. Mà con xin thông cảm con dùm, tại vì con không có nói tiếng Việt rành, cho nên con sẽ trả lời và chia sẻ bằng tiếng Anh nha. To answer my question, yes, I am very proud to represent as a nail technician or in this industry because being a U.S. born, being part of a U.S. born children, our family wants us to, they have higher expectations for us because they want us to have a better life, such as highly favored careers here, such as doctors, lawyers, or engineer. But for me, truthfully, even if I were to obtain those jobs, I wouldn't be happy with it because it's not something that I want to do. But for nails, I get to express myself through nail art, which I really love to do. So for me, being able to work in the profession that I would love to do and enjoy, that is what gives me the most joy in life. Thank you. Cảm ơn thí sinh mang số 3. Chỉ còn có mỗi mình em thôi, xin mời em đi ra. Chị Dương xin mời chị Diệu Quyên với câu hỏi số 5. Đại diện cho bên em đang có ta. Okay, Mia, here's your question. What are the required traits to become a successful nail professional? In Vietnamese, những phẩm chất cần thiết để trở thành một chuyên gia làm nails thành công là gì? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của giám khảo Diệu Quyên. Và trước khi trả lời câu hỏi thì em xin được cảm ơn ban giám khảo, các vị khán giả có mặt ở khán đài hôm nay và những vị khán giả đang xem qua truyền hình cùng với là đài SBTM cùng và cả luôn ekip của chương trình rất nhiều ạ. Thì để trả lời câu hỏi của ban giám khảo, cho em xin phép được trả lời vào cả tiếng Anh và tiếng Việt vì em muốn cả người Việt mình và các bạn nước ngoài có thể hiểu được ạ. So, to share a little bit about myself, moved here back in 2016, not knowing how to talk English, make me very timid to speak to native speaker or teacher or peers. So I was shy for a really long time, and I'm not from a family that can support me or have a great strong foundations here that they can guide me where to go. So for the longest time, I feel lost, and my involvement with nail industry had helped me become a better version of myself. As for the question, what would be the best strength that a nail technician should have? For me, as the world become more competitive, as you can see today, one of our contestants is Katie, and she's from IREC, and I'm really happy to see that the nail industry have become more diverse. There's not only Vietnamese community, but also Latino or Africans or Korean, Japanese have also joined this community. And it's become much, much more competitive. Therefore, for a nail technician to have the skill is not enough. Quality always the best because that's how you perform your products. You want your customer to receive the best quality products. But beside that, we need customer service. That is one of the most important thing that I believe for not just nail or beauty industry, but any industry need that great customer service. Because out of all the different competitor, what is the one reason the customer come back to you and become your regular is that they create the bond with you. They like you and they like your service. So to put your effort, understand, care, and want to give the best for your customer, try to create the best customer service through performing your art through social media, try to learn and improve your skill, will make you become a success art nail artist. Dạ thì em chia sẻ
Như em đã nói là em tới đây từ năm 2016 và em không biết tiếng Anh, em rất là khó khăn trong việc nói chuyện với các bạn bè đồng trang lứa, thầy cô, cũng như là xây dựng một cái tương lai. Lúc đó em khá là mập mờ, em không biết là mình sẽ đi về đâu. Khi mà em bước lên sân khấu cái hôm bán kết đó, em nhìn xuống quý ban giám khảo thì trước mặt em là một màn sương, em không thấy ai hết. Thì nó cũng giống như em của 6 năm trước, 6-7 năm trước, là trên cái con đường sự nghiệp nó như là một màn sương và em không biết đi đâu về đâu, nên chọn học tiếp hay là nên đi làm. Và rất nhiều câu hỏi mà ai cũng từng trải qua trong thời tuổi trẻ, là không biết mình nên làm gì hay là tương lai của mình như thế nào. Thì rất là may mắn là khi mà em được bảo lãnh tới đây, gia đình đã rất là ủng hộ. Nhưng mà do em, gia đình em thì cũng là làm nail cả chắc 15-20 năm rồi ạ. Cho nên là không có được nhiều cái kinh nghiệm hay là được nhiều cái cơ hội để mà trải qua cái chương trình học hành ở trường lớp như bạn bè ở đây. Cho nên nó là thấy ba mẹ em, cô chú em, bác em làm về nail khiến cho em rất là tôn trọng họ. Họ đi làm chịu thương chịu khó và kiếm từng đồng để mà có thể đưa tương lai của em và em của em đi xa hơn. Cho nên khi mà nói về một người nail artist để mà trở thành một cái người có thể thành công, thì không chỉ cái người thợ nail đó mà tất cả những cái nền kinh doanh, người nào cũng cần phải có, ngoài cái nghề, cái skill của mình, mình luôn luôn mang lại một cái sản phẩm tốt nhất cho những vị khách hàng, thì ngoài ra mình cũng cần có một cái customer service. Tại vì khi mà tất cả mọi người ai cũng giỏi, ai cũng có thể đưa ra những sản phẩm tốt nhất, thì cái khác biệt của bạn là gì? Là bạn có thể tạo được cái connection cho người khách đó, là bạn đem lại cho cái người khách của mình một cảm giác thích để quay trở lại với bạn. Và đó là cái quy tắc vàng của trong bất cả cái kinh doanh, doanh nghiệp nào đều cần có cái customer service, cái sự quan tâm về khách hàng, dịch vụ khách hàng tốt nhất. Và với em, khi mình làm một business, nếu mình bỏ cái tâm thì nó sẽ trở thành một cái tầm. Em xin cảm ơn. Wow. Cảm ơn em. Thì xin mạng số 6. Thành phải xin nói tiếp với quý vị là như thế này. Các thí sinh, không có ai mà biết những câu hỏi trước. Tức là cái này không có biết trước, kính thưa quý vị. Mà các cô trả lời quá hay luôn. But ladies and gentlemen, I would like to say that all the contestants, none of them know about all the questions that they just answered. But they did answer very, very good. Once again, would you put your hands together for the 5 finalists? Và chúng tôi xin quý vị hãy theo dõi một số những tin tức của các sponsors của chúng ta ngày hôm nay. Chương trình được bảo trợ bởi Yoho Mekabu Fukodan, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. Star World Furniture Spa, enjoy life more. Ngồi đây hả? Trời đất, sáng giờ hai bác đi mấy vòng rồi? Trời, hai bác làm gì mà khỏe như vậy? Đi bộ thường xuyên, ăn uống đầy đủ. Nhất là nhờ sản phẩm này. Mọi chi tiết đặt hàng, quý vị có thể liên lạc với công ty Surihi 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. Thank you.
Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hana Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hana Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí. Một trong tám, đó là số người từng làm việc tại McDonald's, những người đã chia nhiều phần khoai tây nổi tiếng và phục vụ nhiều trẻ em hơn bất cứ ai khác. Những người biết rằng không có hai đơn đặt hàng hay hai ca làm việc nào giống nhau, rằng giờ làm việc uyển chuyển giúp bạn có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, rằng kỹ năng bạn học từ đây giúp bạn phát triển từ đây hay tiếp tục phát triển ở đây. Một trong tám người bắt đầu từ McDonald's và nơi bạn bắt đầu luôn để lại ý nghĩa. Vâng, kính thưa quý vị, Thành xin được trở lại với tất cả quý vị ngày hôm nay. Và trong lúc mà chúng ta chờ đợi cái tổng kết, cái số điểm của ban giám khảo đến với các thí sinh ngày hôm nay, Thành lại được xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm rất là sôi động, nhạc ngoại quốc mang tựa đề Hot Stuff. Xin quý vị một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ AV.
ca sĩ AV. Xin cảm ơn AV rất là nhiều. Quá sôi động phải không kính thưa quý vị? Và sau đây chúng tôi xin mời top 5 contestants. Could you please come back on stage? We have the results of the top 3. Who's ready? Hình như chúng ta thiếu một người. We are missing one more contestant. Kính thưa quý vị, chắc chắn là cô ấy còn đây chứ không có đi về đâu. Okay, so thưa quý vị là, so guys, we are at the top 5. Based on the questions, the judges have selected the top 3 that will move on to the absolute final round of the competition. Yes. And we have the results in our hand. Yeah. Are you guys ready? Yes. Thưa quý vị, thí sinh đầu tiên được vào vòng top 3 đó là thí sinh mang số 14, Phương Đào. Một lát nữa em nói chậm hơn này chút nha. Người thứ nhì được vào vòng 3 thí sinh. Thí sinh mang số 1. Và thưa quý vị, thí sinh cuối cùng được vào vòng top 3. Quý vị nghĩ là số mấy? Bây giờ quý vị la lên cái số coi. 1, 2, 3. Thấy không? Không ai nghe hết. Không hiểu. Không ai hiểu là số mấy. Thí sinh cuối cùng được vào vòng top 3 đó là thí sinh mang số 6, Mia Tam. Xin chúc mừng. Thành xin quý vị là thành chúc mừng cho 3 thí sinh vừa mới được vào vòng cuối cùng của chung kết ngày hôm nay. Mà Thành cũng xin quý vị cho một tràng pháo tay cho tất cả 5 cô. Chúng tôi xin mời ban tổ chức lên với 3 con số. So here are the rules. They are all going to answer the same question. They are going to pick a ticket which will determine the who goes first and who goes second and then who goes third. And while the other person is answering the question, there will be noise canceling headset that the other two contestants will be wearing so that they cannot hear the answer. Additionally, you only have 60 seconds to answer your question. You cannot drag it longer than that. You will be cut off at 60 seconds. Do we understand the rules, ladies? Perfect. Vâng, kính thưa quý vị, các thí sinh, ba thí sinh bây giờ sẽ trả lời một câu hỏi của ban giám khảo ngày hôm nay. Và mỗi một lần mà có thí sinh nào trả lời thì hai thí sinh kia sẽ có headphone và sẽ không nghe được câu trả lời của thí sinh đang đứng ra ở ngoài này. Bây giờ các em sẵn sàng chưa? Giờ ai có headphone đây? Yes, Thùy Dương xin mời ban kỹ thuật có thể lên sân khấu cùng với ba số bốc thăm cũng như là headphones for the contestants. Okay, guys. Are you guys nervous? How đợi are you nhá. Feeling? You're okay? Bây giờ yes. Ai rút thăm đây? Okay, we need the top, the numbers so that you can pick who goes first. Do we have the numbers? Yes, we do. We just need a second to get this okay. going. Tức okay. là Kim Nhung sẽ có những cái số để các cô rút thăm coi ai sẽ trả lời trước
câu hỏi sau cùng ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Và cái lý do tại sao là bởi vì chúng tôi muốn có hoàn toàn sự công bằng giữa các thí sinh, cho nên là trong khi mà ba thí sinh đều trả lời một câu hỏi thì chúng ta cần phải có cái sự công bằng đó. Once again, you will be picking a number and that will determine when you answer the question, whether it be the first, the second, or the third. And we have the numbers. Thư Dương xin mời. Okay. And remember, we only have 1 minute. Who has number one? Okay. Xin quý vị cho Phương Đào một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần. Bây giờ Phương Đào có thể bước lên để cho chuẩn bị trả lời câu hỏi. Thùy Dương đang có câu hỏi cầm ở trong tay. Okay. The noise canceling. My headset is going on. He's very thorough. We got to make sure. You guys good? Are we ready? Are we ready? We do not hear anything. Okay. Thưa quý vị là câu hỏi. Anh đọc tiếng Việt đi. Em đọc tiếng Anh. Nếu mà bạn được trúng giải Nail Queen 2023 thì cái ba điều chính bạn sẽ làm để giúp hình thành ngành công nghiệp là gì? If you are crowned Nail Queen, what are the three key things you would do to help shape this industry? Xin mời. Okay. Đây. Dạ, trước khi được trả lời câu hỏi, em sẽ được chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Dạ, điều đầu tiên em sẽ làm, nếu em có cơ hội và ước mơ biến thành sự thật, thắng giải Nail Queen, đầu tiên em sẽ đi học hỏi những cái technology mới và phải share lại cho những cái business nail để mình thành công cùng với nhau. Điều thứ hai em sẽ làm là em sẽ học hỏi thêm nhiều dịch vụ khách hàng và trải nghiệm của khách hàng. Em từ những cái business đã thành công, em sẽ lấy bí quyết đó để chia sẻ cho tất cả mọi người trong ngành để mình cùng thành công một lần nữa. Điều cuối cùng, em sẽ là người tình nguyện viên volunteer để em thuyết phục những nhà nail supply và business owner dùng những cái sản phẩm mà mình có thể bảo vệ môi trường và tái sử dụng được. Và ba điều em nói trên, em tin chắc chắn rằng nếu chúng ta cùng chung tay góp sức làm ba điều trên thì chúng ta sẽ giúp ngành nail tiến xa hơn và thành công hơn nữa. Dạ, em xin hết. Xin cảm ơn thí sinh 14. Wow. That was good. Can I have who has number 2? Okay. Số 2. Okay. Mia, I will have you step up to the... And then, Thùy Dương xin my headphone for the... Oh, xong rồi. Oh, đúng rồi, quên. Xong, không cần. Okay, anh Công Thành, xin mời anh Trần. This is your question. In English, if you are crowned Nail Queen, what are the three key things you would do to help shape the industry? Nếu mà em được trúng Hoa hậu Nail Queen, ba cái điều chính mà em sẽ làm để giúp hình thành ngành công nghiệp là gì? Dạ, thì điều trước tiên là mình phải build một cái business, có nghĩa là mình phải xây dựng được một cái lượng khách hàng mới, và thông qua việc là đăng lên những cái sản phẩm của mình trên mạng social media, trên Facebook, trên Instagram, và em có thể hỗ trợ được những cái bạn mà mới làm nail ra, mới nhận được nghề, em có thể giúp các bạn marketing trên những cái phương tiện truyền thông đó. Thứ hai là mình phải đầu tư vào technology, có nghĩa là mình phải invest, mình phải đầu tư vào những cái thiết bị, trang thiết bị. Và nếu mà các vị đã có những cái hệ thống lớn thì đây có những cái app mới tạo ra có thể giúp mình check in, check out khách hàng tốt hơn, lưu giữ dữ liệu data của khách hàng và có thể cung cấp được một cái dịch vụ tốt hơn. Và điều cuối cùng em muốn nói đó là
không ngừng học hỏi, không ngừng tiến xa hơn. Em có thể, tại vì em biết cả tiếng Anh và tiếng Việt, em có thể giúp đỡ được những cái doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm thông tin, và mình có thể đi học hỏi, trao đổi giữa những cái bạn cùng trang lứa hoặc là những cái bạn khác hơn. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Quý vị nghe cái tiếng đó là cái tiếng mà các cô phải ngừng. That was the 60 seconds that we had promised. Please. Selena, I'll have you step right up. And the question for you, Selena, is if you are crowned nail queen, what are the three key things you would do to help shape the industry? Nếu bạn được đăng quang làm nail queen, ba điều chính bạn sẽ làm để giúp hình thành ngành công nghiệp là gì? If I had three key things to shape the nail industry, first, I would use my voice to help motivate and inspire people that want to join the nail industry. For example, helping them start their business and guiding them in the right direction. Secondly, I would also use my voice to help people find researchers and study how to get more advanced tools and safer and better formulas for us to use where it can benefit not only the customer, but myself and to the people that also manufacture the products. And lastly, I would also start a program to raise self-esteem and confidence to those whom been told by the world that they aren't good enough and beautiful enough. And I feel like that would help shape the industry and the world. Thank you. Một lần. Cái è đó nó hơi trễ. Cô đã xong rồi. A big round of applause for our top three contestants tonight, yes, ladies and gentlemen. Vâng, kính thưa quý vị, để làm cho không khí nó hồi hộp thêm một tí nữa, Thành xin quý vị xem một phần thông tin của các sponsor ngày hôm nay. Chương trình được bảo trợ bởi Yoho Makeup Fulcoran, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. Star World Furniture Spa, enjoy life more. Chúng tôi lại có một cái sản phẩm Fulcoran tuyệt vời hơn nữa để giới thiệu đến quý khán thính giả. Dạ, và hiện giờ thì Nhã Ngọc đang đứng ở trước ngay tại công ty với những cái thành phần sản phẩm supplement đang được những người công nhân người ta đang làm việc ở ngay tại công ty để mà sản xuất ra những cái sản phẩm mới này được gọi là Super Yushu Fulcoran. Thưa quý vị, Nhã Ngọc đang cầm trong tay Super Yushu Fulcoran. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mới nhất ở tại Nhật Bản, họ đang nghiên cứu và có rất là nhiều những cái bằng phát minh cũng như bằng sáng chế và được cả 10 bằng sáng chế từ cái sản phẩm này trên toàn thế giới. Duy nhất công ty Shurahi là được quyền được phát hành cái sản phẩm này đầu tiên, cho nên phải nói là mình cảm thấy mình cũng là hãnh diện để làm việc với công ty Shurahi để có những cái sản phẩm tốt nhất dành cho người Việt Nam chúng ta. Super Yushu 180 viên 1000 mg, Super Yushu 300 đồng một hộp mua 3 tặng 1. Và mọi chi tiết một lần nữa, quý vị có thể liên lạc với công ty Shurahi ở số phone 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. Giới thiệu những thuốc dược thảo sản xuất tại Hoa Kỳ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang được ưa chuộng nhất. Thuốc bổ mắt Supervision chai số 12. Thuốc giúp xuống cân Super Diet chai số 14. Thuốc nhíp hậu tuyến Super Prostat chai số 15.
cần thiết cho hoạt động của nhiếp hộ tuyến. Liên lạc văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, điện thoại 714-775-2026 hoặc vào website phạmhoangtrung.com để biết thêm chi tiết. Tutoring classes are cancelled. Yes, Dave? Yes. 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 Lên đời cùng Grand Highlander tuyệt vời. Toyota đi khắp nẻo đường xa. Yêu mong cái thay, mồ sâu đế xâm cơ. Hồ quốc chi hê bài sân đô chốc cao kêu thơ hồn sân nhất gài. Thơ kê xin phân chân hoàng chiến trận. Xí đờ xì hó yên bật hồ. Sao sáng sát lên thay lời thông. Một trong tám, đó là số người từng làm việc tại McDonald's, những người đã chiên nhiều phần khoai tây nổi tiếng và phục vụ nhiều trẻ em hơn bất cứ ai khác, những người biết rằng không có hai đơn đặt hàng hay hai ca làm việc nào giống nhau, rằng giờ làm việc uyển chuyển giúp bạn có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, rằng kỹ năng bạn học từ đây giúp bạn phát triển từ đây hay tiếp tục phát triển ở đây. Một trong tám người bắt đầu từ McDonald's và nơi bạn bắt đầu luôn để lại ý nghĩa. Kính thưa quý vị, cái hồi hộp của quý vị và các thí sinh sẽ còn được kéo dài nữa. Bây giờ để cho anh xin hỏi Giáng Ngọc một câu nhé. Em có micro sẵn sàng chưa? Ok. Đại diện cho Shurehi là MC Giáng Ngọc. Anh muốn hỏi em thôi. Cái mà về cái chấm điểm ngày hôm nay đó, cái ý kiến của em sao? Thực sự ra thì ý kiến của em gần như hồi nãy thì ban giám khảo cũng đã có một cái meeting để mà thống nhất với nhau. Thực sự ra đối với riêng cá nhân em cũng đồng nhất với tất cả các cô chú cũng như các anh chị ngồi ở đây. Đối với chương trình Nail Queen thì chúng ta quan trọng nhất ở đây là ngoài cái vấn đề là một người đẹp, một người có vóc dáng đẹp, bên cạnh đó phải là một người có sự thông minh và yêu nghề cũng như đam mê nghề, nó mới xứng đáng là một Nail Queen năm 2023, thưa anh. Xin cảm ơn. Cảm ơn Giáng Ngọc. Vậy thì Thùy Dương xin hỏi thêm một người ban giám khảo nữa, anh Philip Huy. Anh có thể chia sẻ, hình như là đây là lần đầu tiên anh là nằm trong ban giám khảo cho Nail Queen. Thì anh cảm thấy sao về chương trình ngày hôm nay, cũng như là cái sự khó khăn trong vai trò là một người ban giám khảo? Cảm ơn MC đã đặt câu hỏi. Xin kính chào ban giám khảo và chào các bạn đang xem chương trình. Thì chúc các bạn thí sinh ngày hôm nay biểu diễn rất là tuyệt vời và rất là đẹp. Năm bạn đều xứng đáng là hoa hậu ngày hôm nay. Và chín bạn còn lại đều là những người đẹp đêm nay. Cho nên PJ Jewelry có thiết kế riêng. Những các bạn chưa đạt giải là có cái vương miện riêng cho các bạn đó nữa. Tại vì đã vào đến đêm chung kết là đã là hoa hậu. Vậy ban giám khảo có vương niệm luôn không? Dạ, ban giám khảo là những người đẹp là cũng có từ PJ Jewelry thiết kế riêng cho ba người đẹp ở đây. Lát nữa lên sẽ tặng quà. Còn khi nào có nam vương thì em với anh Tâm sẽ đi thi. Sẽ vâng. Đi thi. Yeah. Nhưng mà em xin hỏi là ban giám khảo chấm ngày hôm nay đó, anh có cảm thấy là cái chương trình này nó rất là nó rất là gần, nghĩa là rất là khó để mà cho anh chọn, hay là anh nghĩ rằng là cái người thắng đối với anh là anh đã biết từ đầu rồi? Dạ, thi mà nhìn rà soát 14 cô thì có sự khác biệt một chút mỗi cô, thì cho nên Philip cũng đoán được cô nào sẽ là đẹp nhất, và nhưng mà chỉ chờ những cái câu hỏi để mà quyết định ai là hoa hậu đêm nay. Dạ, cũng khá là khó nhưng mà cũng biết được chấm được. Dạ. Xin cảm ơn Philip Huy rất là nhiều. Chị Diệu Quyên ơi, em xin hỏi nè,
Em thấy đó, các cô này mà không đậu hoa hậu thì đậu MC đó, tại vì cô nào nói cũng rất là hay, trả lời quá là tuyệt vời. Thì chị nghĩ sao khi mà chị phải ngồi và nghe các cô trả lời, chị có thấy rằng là nó làm cho cái vai trò của chị khó hơn hay là dễ hơn? Cảm ơn Thùy Dương. Cái câu hỏi của em y chang như hồi nãy chị quay qua bác sĩ Tâm, chị có nói năm cô trả lời rất là hay, năm cô có thể là MC của Nail Queen phải không bác sĩ Tâm? Thấy chưa, y chang như là em hỏi chị. Vâng, các cô trả lời chị Quyên có nốt là lưu loát, rành rỗi cả hai thứ tiếng Anh và Việt. Các cô trả lời đầy đủ những cái câu hỏi mà các MC cũng như là ban giám khảo đưa ra. Vậy thì chấm các cô đẹp là đã khó rồi, mà còn chấm các cô trả lời những cái câu hỏi như vậy còn khó hơn nữa cho ban giám khảo, phải không quý anh, quý chị ở đây? Vâng, nhưng mà ban giám khảo đã làm việc rất là cực lực của mình và đã đi tới một cái kết quả mà quý vị, chị Quyên nghĩ rằng quý vị ở đây cũng như quý vị đang theo dõi chương trình này ở nhà sẽ đồng ý với ban giám khảo ngày hôm nay. Và... cảm ơn Diệu Quyên. May quá em nói vừa đúng lúc, không có là nó è rồi. Và thưa quý vị là và quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị cũng có thể trở thành ban giám khảo bằng cách là text vào số phone để chọn cho người thí sinh mà quý vị ưu ái nhất. Và những giây phút hồi hộp của chúng ta còn sẽ phải kéo dài thêm nữa, vì sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một giọng hát mà một vóc dáng của một người nữ ca sĩ thật là trẻ, thật là đẹp và thật là sexy trong nhạc phẩm Dancing All Night. Xin quý vị chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Angel Gia Hân. Dancing all night.
Angel Gia Hân. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, ban giám khảo và ban tổ chức muốn quý vị hồi hộp thêm một tí nữa. Thông tin thương mại của các sponsor. Chương trình được bảo trợ bởi Yoho Mekabu Fukuda, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. Star World Furniture Spa, enjoy life more. Chúng tôi lại có một cái sản phẩm Fukuda nó tuyệt vời hơn nữa để mà giới thiệu đến quý khán giả. Dạ, và hiện giờ thì Giá Ngọc đang đứng ở trước ngay tại công ty với những cái thành phần sản phẩm supplement đang được những người công nhân người ta đang làm việc ở ngay tại công ty để mà sản xuất ra những cái sản phẩm mới này được gọi là Super Yushu Fukuden. Thưa quý vị, Giá Ngọc đang cầm trong tay Super Yushu Fukuden. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mới nhất ở tại Nhật Bản họ đang nghiên cứu và có rất là nhiều những cái bằng phát minh cũng như bằng sáng chế và được cả 10 bằng sáng chế từ cái sản phẩm này trên toàn thế giới. Duy nhất công ty Suruhi là được quyền được phát hành cái sản phẩm này đầu tiên, cho nên phải nói là mình cảm thấy mình cũng là hãnh diện để làm việc với công ty Suruhi để có những cái sản phẩm tốt nhất dành cho người Việt Nam chúng ta. Super Yushu 180 viên 1000 mg, Super Yushu 300 đồng một hộp mua 3 tặng 1. Và mọi chi tiết một lần nữa, quý vị có thể liên lạc với công ty Suruhi ở số phone 1-800-535-5419, 1-800-535-5419. Giới thiệu những thuốc dược thảo sản xuất tại Hoa Kỳ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang được ưa chuộng nhất. Thuốc bổ mắt Supervision chai số 12. Thuốc giúp xuống cân Super Diet chai số 14. Thuốc nhiếp hậu tuyến Super Prostat chai số 15, cần thiết cho hoạt động của nhiếp hậu tuyến. Liên lạc văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, điện thoại 714-775-2026 hoặc vào website phạmhoangtrung.com để biết thêm chi tiết. Tutoring classes are canceled. Yes, Dave? Yes. Yes. Yeah. Yes. Rusty. Yes. Lên đời cùng Grand Highlander tuyệt vời. Toyota đi khắp nẻo đường xa. Yêu mong cái thấy mồ sâu đích sông đời. Hồ quốc chi hay bài sân đô cho cao kêu tha huấn sân nhất cài. Thơ kê xin phân sáng hoàng chiến sĩ. Tờ xì hó dân bất hồ sao sáng sát lưỡng thai lời thông. Đích sông y sát lo. Một trong tám, đó là số người từng làm việc tại McDonald's, những người đã chia nhiều phần khoai tây nổi tiếng và phục vụ nhiều trẻ em hơn bất cứ ai khác, những người biết rằng không có hai đơn đặt hàng hay hai ca làm việc nào giống nhau, rằng giờ làm việc uyển chuyển giúp bạn có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, rằng kỹ năng bạn học từ đây giúp bạn phát triển từ đây hay tiếp tục phát triển ở đây. Một trong tám người bắt đầu từ McDonald's và nơi bạn bắt đầu luôn để lại ý nghĩa.
welcome you back to the Nail Queen 2023 pageant, and we would like to invite all 14 contestants on stage. Kính thưa quý vị, một lần nữa, xin quý vị một tràng pháo tay cho 14 thí sinh ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay cho các cô ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin mời sponsor của Star World và Miss Nail Queen People's Choice 2022, Sophia Alvarado, lên sân khấu. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là tới giải bình chọn trước. Đến với tất cả quý vị, ladies and gentlemen, People's Choice. People's Choice, Nail Queen 2023, thí sinh mang số 1. Alvarado to present the check, the sash, and the trophy to our winner. Xin quý vị một tràng pháo tay cho anh Khoa. Come on. Xin cảm ơn anh Khoa rất là nhiều. Xin mời em trở về. Actually, sau đây đó, Thủy Dương xin mời ba thí sinh đã vào vòng top 3 bước lên. So the top 3 finalists, could you please step up just a little bit? 14, 6 và 1, kính thưa quý vị. Okay. Và chúng tôi cũng xin mời đương kim Hoa hậu Nail Queen 2022, Phi Phi Tạ, xin lên sân khấu. Ok. Sẵn sàng chưa? Phi Phi, thì Dương xin mời Phi Phi tới đây có thể chia sẻ một vài suy nghĩ của mình. Đầu tiên, Phi Phi xin kính chào ban giám khảo. Phi Phi xin kính chào quý vị khán giả và quý vị đang xem đài SVTN truyền hình trực tiếp. Phi Phi rất là vui khi có mặt trong buổi chung kết ngày hôm nay. Thì Phi Phi xin chúc mừng ba bạn vào chung kết.
Phi Phi thật sự là xúc động khi mà đứng trên sân khấu này. Cứ như là mình đang một cái cuộc thi trở lại với mình như vậy, cũng hồi hộp, cũng xúc động và cũng bồi hồi như các bạn, không thua kém gì hết. Và một năm qua để lại cho Phi nhiều kỷ niệm đẹp. Phi xin cảm ơn ban giám khảo đã chọn Phi là cô Hoa hậu năm 2022. Và cũng như là cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tụi em có mặt trong buổi hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều và rất là xúc động và rất là cảm ơn. Xin cảm ơn Phi rất nhiều. Okay, guys, we have the results in our hands. We know who the winners are. Are you guys ready? Not loud enough. Are you guys ready? Yes. And we want to invite the three sponsors up on stage. Let's get ready. We are ready with the second runner-up. Second runner-up. The second runner-up of the Nail Queen 2023 is contestant number 6, Mia Ba. Và xin mời anh Philip Huy lên sân khấu. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn và xin chúc mừng Mia Tạ. Thí sinh mang số 6. Okay, and now there are two. Xin mời em. I'm going to get you guys to stand. Đứng sát sát lại với nhau. Are you guys ready? Và kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi tuyên bố first runner up là quý vị sẽ biết ai đã thắng Hoa hậu Nail Queen 2023 ngày hôm nay. Bây giờ Thùy Dương. Okay. Nhưng mà em cái này đã phải đợi lâu chút. The first runner up. Á hậu 1. Đúng rồi, Á hậu 1. Á hậu 1. Á hậu 1. Chương trình Nail Queen 2023. Quý vị có hồi hộp không? Yes. Đó là thí sinh mang số 14. Miss Nail Queen 2023 is number 1, Lena Selena Le. Xin cảm ơn chị Giáng Ngọc đại diện cho Shurihi đang trao giải cho Á hậu 1. Mang số 14 đó là Phương Đào. Và thưa quý vị, that makes our Nail Queen 2023 contestant number 1, Lynn Selena Lê. Chúng tôi xin mời Nail Queen 2022 Phi Phi Tạ. Thank you.
Thành xin mời 13 thí sinh bị lên hết. Come on you guys, get together. Once again, congratulations. Now Queen 2023, Selena Lee. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Xin cảm ơn ban giám khảo và cát Mạnh Thường Quân. We would like to say thank you to the sponsors and to all the judges. And we would like to say thank you to SBTN, Nail Queen 2023. Vâng, và kính thưa quý vị, hồi nãy Thành có tuyên bố là chị Ánh Anderson có những món quà nho nhỏ để đưa đến cho tất cả các thí sinh. Và các thí sinh nào mà chưa có trúng giải thì sẽ có một món quà của chị Ánh Anderson. Xin mời cô Kim Nhung. Rất là cảm ơn chị Ánh Anderson cũng đã ưu ái dành tặng cho tất cả các thí sinh mà không có đoạt giải ngày hôm nay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi để cho đội hình đẹp thì chút xíu nữa các em xuống, Kim Nhung sẽ gửi cho những em không có nhận giải ngày hôm nay sẽ được một mỗi một phong bì thư tiền. Vâng. Thank you for joining us for the Nail Queen 2023 and we'll see you again next year. Good night everybody. Good night. Xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị ngủ ngon. Trình được bảo trợ bởi Yoho Makeup Fulcoran, chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên em đang có ta, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đoàn kết cộng đồng. PJ Jewelry, a perfect gift for your loved one. Mệt quá nghỉ đi, selfie một cái đi. Nghỉ luôn còn selfie nữa. Cười. Bên này đẹp tấm, bên này đẹp này đó. Đó. Con chào bác. Mỗi khi đi vòng thêm vòng nữa. Mà chị em mình còn ngồi đây. Ủa, hai người còn ngồi đây hả? Trời đất, sáng giờ hai bác đi mấy vòng rồi. Trời, hai bác làm gì mà khỏe như vậy? Đi bộ thường xuyên, ăn uống đầy đủ. Nhất là nhờ sản phẩm này. Mọi chi tiết đặt hàng, quý vị có thể liên lạc với công ty Surihi 1-800-535-5419, 1-800-535-5419.
trang sức EJ Jewelry có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US One 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn $450. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Magic Mattress chuyên cung cấp các loại nệm cứng chống đau lưng, đặc biệt nệm cao su thiên nhiên không lò xo làm tại Mỹ, giúp ngủ ngon, sáng thức dậy không bị nhức vai hay đau ngang thắt lưng. Magic Mattress cũng có ghế massage của các thương hiệu nổi tiếng như Osaki, Singa, JP Medic Made in Japan. Để được ship tận nhà miễn phí, gọi ngay hôm nay Magic Mattress 714-777-5777, 714-777-5777. Một trong 8 người từng làm việc tại McDonald's, đó là vô số kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng có ích cho suốt cuộc đời học được từ công việc. Một trong 8 người luôn có những kỹ năng như thế. Làm sao mà cô ấy có thể hoạt động lâu như vậy? Wow, làm thế nào cô ấy luôn tràn trề năng lượng hả? Bí mật của cô ấy là gì? Bí mật của tôi à? Tôi sử dụng Jiang Quang Chanh. Hồng sâm của họ giúp cung cấp năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho bản thân trẻ lâu. Hãy duy trì tuổi xanh của bạn với Jiang Quang Chanh, thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới.